Rồi, chào các bạn. Hiện tại khoảng 1 giờ trưa ngày 17 tháng 3. Hiện tại em đang có mặt tại số 16A Nguyễn Thị Minh Khai, nhà thờ Mạc Phi Nho. Nơi đây có quán nước không đồng dành cho bà con, ai có khát nước ghé vào lấy. Đây góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng. Có hai bình nước lạnh và nước không lạnh. Rất là nắng ha các bạn ha. Nước đá lạnh hơn thôi. Đây của nhà thờ đây.
kia có nước đá rồi chứ, xuống nước lọc hả? Uống nước lọc rồi. Nắng nóng có được mấy cái chỗ này cũng đỡ rồi.